mình đi đâu ra cũng lại là chân thác này. Này đứng bên kia là còn cách thác không vài chục mét thì mình lại thác chân thác này. Đó đó đó, có hai anh thanh niên kia leo lên thác luôn kìa. Ồ, thấy bạn không? Ở đây khách người Nga rất là nhiều. Thành ra là có cái bảng mà tiếng Nga luôn nè. Bảng tiếng Việt, tiếng Nga. Nè, hãy dành cho người Nga luôn. Thật chân không? Gần như là bao nhiêu người Nga qua Việt Nam á, là họ đi Nha Trang. Họ đi Nha Trang xong rồi họ sẽ đi lên Đà Lạt. Đó. Thành ra là người Nga ở đây rất là đông. Có tiếng Nga luôn đó. Đó phải không? Dành cho người Nga và người. Đây. Đây là chân thác. Mình sẽ lấy một vòng. Ui, đẹp một quá. Đây. Lại đây thì rất là mát. Đi một vòng là có gì hết không? Thì này ướt ở chân. Thôi quay đây đi. Nó nguy hiểm, đỡ nguy hiểm. À, hai người, hai người phải nghe thôi. Mình chuồn qua đây. Okay. Muốn leo qua cục kia mà căng. Giỏi. Đó. Nếu mà bạn là chụp hình cưới hay cái gì thì hay hay để mình nó qua ra câu ké không ơi. Trời. Hai cặp tình nhân nhờ em nước ngoài chụp hình. Hai cặp này mới tới. Có một người Việt Nam chạy vô mát ngồi chơi. Thôi nha, về. Cũng chiều lắm rồi. Anh để mình leo lên anh chút đi.
ơi, nghỉ video ở đây về. Yeah.